Và sau đây sự xin chào đón quý vị và các bạn. Hôm nay đến vườn của anh Phú tại Chu Hóa, thành phố Việt Trì và cũng là tại Đền Hùng. Hỗ trợ cho anh một số cây. Đây là những cây xanh cổ. Anh cũng giao lưu và trao đổi các bạn. Các bạn hợp với cây nào thì có thể liên hệ với anh Phú. Hay vẫn vướng nặng à? Ba người tập trung khiêng được. Đây anh Phú đây. Rộng có cái phải bỏ ra nữa. Để cho cái đôn nào khênh một phát là đây. Cho cái đôn khênh một phát cái máng ấy phát lên cái đôn luôn được không? Trước tiên chúng ta cắt những cái cành này đi hả? Theo vấn đề bây giờ thì anh em đã ghép được vào chỗ này nắm cái cành chỗ này đi quẹt cho phát này nó kiểu nó đang để này nó sút vào phát nào đây chốt cho phát cho này anh em mai ra tìm đinh đi phát nhá rồi. Thấy đinh không? Bỏ ra. Bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra. Bên đấy xử lý tiếp. Đã làm gì bên đây đâu? Thank you.
Tìm vào cái máng này. Này là một cái mini hôm đấy bên nó sẽ là nó xuống đây không ra được kìa. Chịu không kia mà ra được. Đây. Thằng này bỏ chỗ này đi lấy mầm về đằng kia để đằng kia nó đang thiếu. Từ từ đánh dấu đi, nhớ chưa? Đánh dấu ạ. Đó. Đục hết cái xong rồi anh lấy cái con dao gọt cái tí chỗ này đi. Gọt cái bẩn đi để cho nó áp sinh vào nhá. Lấy con dao dứa đấy, à con dao giấy đấy. Hơi tí thôi nhá. Nó cắt xong là cắt cút chuẩn nữa là. Cái ngọn kia phải cắt lại. Ở đây chúng ta có con tử rồi thì chúng ta sẽ chuyển cái bông sang phía đằng sau bởi vì phía đằng sau nó đang bị thiếu. Đấy cái đục chặt ra cái này. Đây đây chặt ra này. Cắt giật thêm đây. Bây giờ nếu lấy ngọn đây thì thằng này sẽ bỏ đến đây. Khả năng là lấy cái ngọn đây. Không có đoạn này nó sẽ dài. Để mình trước nắm lại. Anh phải về bên mặt này đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cắt cái điểm này đi. Bởi vì cái tỷ lệ này nó vẫn không đẹp. Cái cung của chúng ta nó đẹp rồi mà cái đoạn này nó sẽ đơ. Thấy chưa? Cố gắng giữ cái mà hơi dư một tí cũng được. Đấy. Rồi, cắt tiếp cái ngoài. Từ từ để máy cho. Thank you.
Thổi sạch đi cho em ngắm ạ. Rồi, tiến sĩ sẽ đặt hai cái cành gọi là mô phỏng, tất nhiên là sau nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà đây để cho nó ấm thân ha. Thì quý vị các bạn nhìn xem. Đâu cái chụp ảnh ở đâu? Con bao cái chụp ảnh nữa ạ. Anh Mai ơi, về vuốt vuốt cái chỗ xử lý chỗ này cho cái. Xong cái này nữa. Cái kệ anh pha anh ấy cả. Vuốt cho thối á. Đây vuốt này. Trông cho nó đỡ thôi. Xong rồi thổi sạch cái nhá. Giờ nhặt hết lá đi để dâm. Vâng. Rồi ngon rồi. À, như vậy là ekip bonsai tiến sĩ đã hỗ trợ cho anh Phú. Anh Phú tại Trung Hóa à? Dạ. Cái gì ạ? À, lúc này anh có thể chia sẻ địa chỉ để có thể anh em đến giao lưu một số những cây ở tại vườn anh Phú. Tôi ở Hy Cương, Việt Trì, Phú Thọ. Vâng. Bây giờ thì anh em ekip bonsai tiến sĩ hỗ trợ cho bác vào đây. Cành này thì nó có mầm đây rồi. Ngọn thì sẽ xây dựng đây rồi. Thì sau này thì nó sẽ như này rồi, anh có ok không? Tôi nhất trí cũng rất là phấn khởi. Một năm thì anh có ra vào được nhiều không ạ? Nói chung là cũng túc tắc thôi, giao lưu anh em. Anh có thể đọc số điện thoại để anh em đến giao lưu ạ? Tôi là 0384 121 421 432 432, và tiến sĩ sẽ đưa số lên màn hình để quý vị các bạn có thể giao lưu tại vườn của anh Quý. Ngoài ra còn có bác Thủy, bác Thủy là người nhượng cho anh đúng không nhỉ? À đúng rồi, hôm trước. Đây là chủ cũ. Chủ cũ. Vâng. Chủ cũ bây giờ thấy đẹp hơn thì có phấn khởi không? Quá phấn khởi vì vâng. Thực ra cây là nó có gọi là có hồn và nó lên giá thì tôi mới quý, chứ nếu mà lại bỏ thấp đi thì thì nó thật bán cho ông thì tôi áy náy lắm. Áy náy đúng không? Vâng, cho nên là rất tuyệt vời. Cái cây này bây giờ quá đẹp rồi. Vâng. Thế là câu là kể cả tôi lấy lại hoặc nếu giao lưu thì anh em ta lại nhớ đến và gặp hẹn nhau trên chiến trường và trên cây nhá. Vâng. Xin chúc sức khỏe bác cũng như chúc mừng anh Phú nhá. Cảm ơn chị. Vâng, ok, Kiềng Ba Chân, Phúc Lộc Thọ. Quý vị các bạn cùng theo dõi vừa rồi thì tiến sĩ thực hiện xong cho anh Phú một cây ghép này. Tất nhiên thì chúng ta phải nuôi một thời gian. Thì các bạn biết rồi, cây càng nuôi thì nó có tương lai thì nó càng có giá trị các bạn. Nuôi mà nó không có tương lai thì chúng ta cũng sẽ bị kém công, kém mất công. Thì bây giờ thì đã xong rồi, thì bây giờ phần còn lại đó là che nắng. Các bạn, che nắng và cái chỗ ghép này là chúng ta không để nước mưa vào. Không để nước mưa vào. Còn gần như là nó có rễ rồi, nên là vô tư thôi. Và đặc biệt thì cái mùa này thì nó là mùa tháng 8 rồi, các bạn biết là thời tiết khá là vừa vặn để cho chúng ta có thể ghép làm cây. Mùa đông thì nó lạnh thì chúng ta phải chùm túi bóng kín. Nhưng mà mùa này thì không cần chùm các bạn, chỉ cần bảo vệ. Vẫn còn nắng tháng 8 mà. Tháng 8 dám bòng gì đó, nó vẫn còn nắng rát một chút nhưng mà chúng ta che lưới là ok. Bây giờ thì tiến sĩ sẽ quay một vòng và trước khi kết thúc thì một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn, xin chúc những ngày công việc của quý vị và các bạn được thuận lợi và bình an. Bây giờ tiến sĩ sẽ quay để kết thúc video. Cảm ơn các bạn. Cứ giữ nhá.
các bạn theo dõi trên TikTok từ Bao Xa Chiến Sự, và một cây một ca ghép cho anh Phú tại Việt Trì Phú Thọ đã xong. Tất nhiên là còn một cái cành bay này, một cái ngọn lên này, ngọn lên nó sẽ lùn đi tí nữa các bạn nhé. Cái ngọn lên nó sẽ lùn khoảng 20 phân nữa nó mới đẹp, 20 đến 30 phân nữa nó mới đẹp, nó lùn cây. Ở đây chỉ đặt vào để trông cho nó đủ dữ liệu thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Không, mặt dưới bên này cũng đẹp mà. Cái phôi ghép hai bên đấy các bạn. Rồi, các bạn đang có nhu cầu thì cứ liên hệ ekip Bao Xa Chiến Sự, các bạn có ở trong video của bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, giữ nhé. Anh Phú chuẩn bị cho một cái túi bóng nhé, để buộc cái sơ dừa vào cái con tử kia, bó nó vào tí. Ở đây giờ thực sự đã để mô dây rồi đấy nè các bạn. Cứ giữ đấy.